Ok. Thời tiết tuyệt vời để chơi. À, chơi chiều tí nào. Lên ghế ngồi đi Pila. Pila. Lên ghế. Rồi. Siro lên ghế. Đây trên Siro. Messi. Lên ghế. Messi lên. Con Siro nó dẫm một người rồi. Mới tắm rồi cho nó không qua sao. Đây nha. Bình thường ấy thì Siro sẽ không bao giờ nhảy lên. Khi nào gọi thì Siro mới nhảy lên thôi. Siro ơi. Siro. Messi chờ tí để cho Siro quay Siro một tí nhá. Siro ra đây. Siro. Đấy. Bình thường thì Siro sẽ không nhảy lên, muốn không nhảy lên là như thế nào? Khi con chó của chúng ta nhảy lên thì chúng ta giơ cái gối ra. Giơ gối ra. Thì nó nhảy lên thì nó sẽ tì lực vào đầu gối, nó không thể với được tới, nó sẽ xuống ngay. Cộng với việc nếu nó cố tình nó nhảy lên thì chúng ta giơ nó trước này, nó va vào đầu gối chúng ta cũng đau. Siro. Như Messi là ngày bé là không cho coi không cho Messi ôm lên người, thành ra là bây giờ lớn lên là Messi cũng quen, không bao giờ Messi ôm lên người cả. Chia ra đây, đi chân này, ngồi lại, ngồi lên cơ. Messi đang bầu, giờ đấy. Để cho cái máy quay cả nhà đi vào xích vào trong. Ôi, thôi được rồi, cứ để yên thôi. Xin lên ghế ngoài. Xin lên ghế. Siro. 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 Siro thấp quá. Thôi đá ơi. Đá.
Ai cho đá quay cái máy quay của anh. Nào, ra đây. Đồ chơi đây mà. Đây là mới tắm nha, cả maxi nữa. Lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi để anh chuyển cái máy quay ra đây. Siro lên ghế đi. Lên ghế, lên ghế. Nào. Lên ghế ngồi. Messi. Đây. Siro đây. Mở đây. Messi lên ghế. Ngồi xuống. Siro xích vào. Rồi rồi, để mẹ làm đây. Ngày hôm qua thì nhân cái thời tiết nhiệt độ nó thấp nhưng mà nó nặng và nhiệt độ nó ổn định mấy ngày thì tắm cho cả ba đứa rồi, Villa với lại Maxi với lại Siro là tắm cho cả ba đứa. Cái mùa này ấy thì không tắm cho chúng nó thì chúng nó bị khô da, gọi là nấm gầu ấy, nó trắng hết rồi. Trắng hết da ra. Thực ra tắm cho chúng nó thì cũng còn phải tắm, cũng còn phải tắm hôm nay và khoảng một tuần nữa lại tắm tiếp một lần nữa thì chắc là nó mới hết được. Bởi vì cái thời tiết thì nó hanh. Cái da của con chó là nó bị khô da. Khô da nó như kiểu là da ở người chúng ta trời hanh những nước lẻ ấy, bị khô da nước lẻ thì ở chó nó cũng vậy. Siro lên trên này. Bà làm rơi bóng xuống thì cho bà bên dưới luôn. Ok. Hôm nay thì nhìn trông nó đỡ hơn rồi, vẫn còn hơi khô da một chút đấy. Nhưng thôi, chấp nhận, bạn chấp nhận. Thôi, nó xì yên đấy. Xì à? Uống nước à? Đấy. Hôm nay con đá nhảy nó lên đây rồi. Có hai bà bầu, một là Yuni và hai là Mercy. Thì nếu mà ở cái thời tiết này mà mọi người thấy con chó da nó bị khô nhá, nó bị nấm trắng thì mọi người tắm cho chúng nó, tắm cho chúng nó có thể, nếu mà mọi người muốn nó hết trắng luôn thì mọi người có thể tắm hai lần cách nhau khoảng tầm 2-3 ngày thì da nó sẽ sạch, nó sẽ hết hết nấm luôn, gọi là hết khô da chứ không đấy đâu, không phải là nấm đâu, người ta cũng cứ gọi là nấm đấy nhưng thực ra là nó cũng chẳng phải theo cái kiểu là nấm đâu mà nó khô da đâu. Thì nếu mà tắm bằng sữa tắm cho chó thì cũng hai lần thôi, hai lần là sẽ hết, còn khi chúng ta để bẩn thì nó lại bị và thời tiết nó hanh thì nó mới bị. Chứ còn nếu mà ở cái thời tiết theo cái kiểu như là nó không có bị khô quá thì chúng ta có một tháng cho tắm một lần, còn cho lông nhìn nó vẫn cứ sạch. Nếu chúng ta nuôi ở trong nhà, nuôi sạch. Còn nuôi ở trong nhà đây không có nghĩa là nó không được ra ngoài nha mọi người nhé. Nhưng mà để đa số là tức là như thế, là tức là chúng ta nuôi nó ở những cái chỗ mà nó rất là sạch, ở trong nhà, nền nhà, sân nhà kiểu như vậy, sân thượng. Còn cái việc mà để nó phân biệt với cái việc là nhiều người nuôi là sân vườn. Khi có vườn nữa thì nếu mà vườn nó sạch thì nó cũng như nuôi trong nhà thôi. Vườn nền cỏ, vườn sạch. Còn nếu mà vườn đất con chó nó ra nó nghịch thì nó không thể sạch được. Nào, đá ơi. Đá. Gần sát đây để cho mọi người nhìn cho nó gần. Nhìn gần nhất. Ba đứa lên đây nào để ngắm nhìn tí nào. Nào Messi. Messi ơi. Siro ngồi đây. Messi Pila. Pila. Lên đây, chào khán giả. Ngồi xuống. Pila. Lên đây tí nữa rồi cho. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hai bà cháu. Chích lên tí.
quay mông à? Xích về đây cho mẹ ngồi với. Messi lên đây. Đấy lên, Messi lên ghế ngồi cạnh đi. Rồi, ngồi xuống, nhìn về đằng trước. Ok, Siro nhìn về đằng trước đi. Mẹ lên rồi tập trung nhìn kia. Yumi gọi đi, Yumi gọi ba đứa đi. Gọi cái kiểu gì nào? Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again. À, Yumi cũng muốn lên chào mọi người. Không biết là máy quay nó có bắt được không? Không? Con gái yểu điệu thướt tha. Mỗi Siro và mẹ Siro còn 3 răng nhăn. Còn Messi với lại Villa Messi là ngoan nhất. Từ đến Villa, từ đến Siro. Nào cười nào, 2, 3 là không. Trời ơi, khổ. Nào muốn ngồi vào lòng nữa hả? Thôi Messi ngồi đấy là lên đấy là được rồi. Thôi được rồi, xuống nào, chúng ta xuống đi. Xuống đi. Được chưa?